Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nó xảy ra rất nhiều các chị em phụ nữ bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình để đi làm ăn xa, phải nó xa, rất xa. Hôm nay thì tiếp tục một anh trai ở một nơi rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, chào anh trai nhé. Rồi, anh có thể anh giới thiệu bản thân mình, tên là gì anh? Dạ, em Nguyễn Minh Gông. Nói lớn tiếng anh. Dạ, Nguyễn Minh Gông. Gông? Dạ. Mọt Gông đúng không? Dạ. Có phải con mọt mà Gông không? Dạ. À, tên hay ha. Tên này là tên thường gọi hay là tên thiệt? Dạ, tên thiệt. Tên thiệt luôn. Dạ. Tên xịn đấy. Dạ. Tên cha mẹ sinh ha. Dạ. Rồi. À, anh quê ở đâu anh? Anh Gông? À, em ở Khóm Cái Nước. Khóm Cái Nước ở đâu nữa? Khóm Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ồ, mãi Cà Mau luôn. Cái nước Cà Mau là cuối Tổ quốc đấy đúng không? Dạ. Xa ha. Anh nói lớn lên. Ừ. Hôm nay anh về đây là nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương là đăng tin tìm ai vậy? Dạ, em tìm vợ. Ồ, tìm vợ luôn hả? Dạ. Ừ. Vợ anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 35 tuổi. Vợ 35, còn anh nhiêu? Dạ, em 37. Ồ, 37 ít. 37 này làm em đi nhá. Dạ. Ừ, gọi nó lấy gọi lộn thôi, làm em đi cho nó trẻ trang, cho đẹp trai ha. Dạ. Ừ. Rồi hôm nay là em về đây để tìm vợ. Vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, dạ em Phan Phương Thúy. Phan Phương Thúy ha. Dạ. Thúy Kiều đúng không? Thúy Vân đấy đúng không? Dạ. Ừ. Hai vợ chồng em mà có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có, mình đăng ký lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Trước yêu lâu không em? Dạ cũng lâu. Yêu tha thiết không? Dạ. Yêu nhiều không? Dạ nhiều. À, mình quen hay là mình làm mai? Dạ em cũng quen. Quen lâu không? Mấy năm? Dạ không, em mới quen mấy tháng là em cưới rồi. Mấy tháng bụp luôn hả? Dạ. Sớm dữ rồi. Quen phải 1 năm nha. Dạ. Ừ, quen vậy hồi ít, hồi được, ít không sao ha. Dạ. Ít miễn sao yêu nhiều nhau nhiều được. Rồi hai vợ chồng em là cưới nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 18 năm rồi. Ồ, 18 năm, lấy vợ sớm dữ vậy hả? Dạ em lấy năm 20. 20 tuổi lấy vợ rồi? Dạ. Ừ, lấy vợ sớm dữ rồi. Mình lấy vợ sớm giờ mình nghĩ lại có tiếc không? Dạ không. Uống không? Dạ không. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ mẹ là bồng chơi bời xíu. Khi mình lấy về mình tu tính là ngon canh rồi. Đúng không? Dạ. Rồi, nói vui vậy ha. Ừ. Hôm nay là em về đây để tìm vợ. Dạ. Ừ. Em có cho cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được là vợ em tại sao bỏ nhà đi? Dạ em không biết lý do, vợ em sao bỏ đi em không biết luôn. Sao lại không biết lý do, mình phải biết chứ em. Em đi làm thì vợ em ở nhà đi em không biết. Ừ, hai vợ chồng em là sống có gần nhau không? Cùng quê không? Dạ, chứ có cùng quê không? Dạ không. Em quê Cà Mau còn vợ quê đâu? Dạ cũng Cà Mau mà vợ em ở ấp Cái Giếng á. À, gọi là cùng tỉnh nha. Dạ. Đúng không? Nhưng mà khác huyện khác xã phải không? Dạ. Ừ, rồi. Hôm nay thì cái câu chuyện mà trong thời gian vừa qua đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương đăng tin tìm vợ thì xảy ra nhiều lắm. Yeah. Ừ, không phải ít, đặc biệt là các tỉnh miền Tây là nhiều nhất. Yeah. Đa số là một số chị em phụ nữ là vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Yeah. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hay là khó khăn hay là say nắng đúng không? Yeah. Bỏ chồng bỏ con đi rất nhiều. Còn cái câu chuyện của em thì em chia sẻ rõ hơn đi. Vợ em đi bao nhiêu ngày rồi? Dạ vợ em đi 4 tháng nha. Ôi trời ơi, sao vợ đi 4 tháng giờ mới kiếm? Dạ, em không biết, người ta nhờ người ta chỉ em mới lên tới đây. Nói lớn tiếng em. Tại có người chỉ em mới lên tới đây. Ai chỉ? Ai chỉ vậy? Dạ, dòng xóm em. Dòng xóm chỉ ha. Thế là mọi hôm em không xem à? Dạ em hồi đó không. Nếu xem đâu có mất vợ đâu. Trời ơi, mất rồi kiếm, có không giữ mất thì đi tìm. Dạ. Vợ em đi là mang theo những cái gì đi em? Dạ, dạ em đi bằng cái bộ đồ đi. Một đồ một. Dạ. Ừ. Cái hình này em đang cầm là mấy vợ em là có thật không? Cái hình nó có giống nhau không? Dạ giống. Giống ý chóc không? Dạ. Ồ. Vợ em nhìn có vẻ cũng được gái đó. Đúng không? Anh nói chuyện là nghiêm túc á. Dạ. Đúng không? Dạ. Em nhìn nhận có đúng vậy không? Dạ đúng. Ừ, anh nhìn đi như vậy nhưng còn thực sự bên ngoài anh không biết nha. Dạ. Em là mấy người con rồi? Dạ em 3 đứa. Con trai hay con gái? Dạ 2 trai 1 gái. Bao nhiêu tuổi này em? Dạ lớn 15, nhỏ 6 tuổi này. Nhỏ xíu 16 tuổi. Vợ đi 4 tháng. Dạ. Vợ đi ban ngày hay ban đêm? Dạ đi ban ngày. Ban ngày luôn. Lúc bây giờ em đi đâu mà em không biết? Dạ em đi làm hồ. Vợ là đi là lúc bây xuất phát là đi mất tích tại đâu? Đi tại đâu? Địa phương ở đâu? Dạ ngay quê em luôn á. Ồ, tại Cà Mau luôn. Dạ. Ừ, gia đình mình có biết không? Dạ nghe đi rồi túa ra đi kiếm mà không gặp. Ừ, túa ra đi kiếm luôn, cả gia đình kiếm luôn hả? Dạ. Vậy là vợ em đi bằng phương tiện gì? Đầu vợ em nói là đi chợ mua kem gì đó mà đi xe ôm. Đi kem đi xe ôm? Dạ, đi mua kem sức á. À đi mua kem làm đẹp á. Dạ. Gọi là mỹ phẩm đúng không? Dạ. Ừ, bởi vì anh nhìn thấy khuôn mặt này thì cũng mỹ phẩm, nó cũng ăn nhiều mỹ phẩm rồi. Thứ nhất là nhìn nè. Vợ em trước đây làm công việc gì? Dạ em ở nhà nuôi con không mà chứ không làm. Ô, vợ sướng dữ vậy hả? Dạ. Thế còn em làm công việc gì? Em làm thợ hồ. Thợ hồ, mình công cao không em? Nhiều việc không? Dạ nhiều. Việc nhiều, mình thầu hay là? Dạ em thợ. Thợ thì việc nhiều ha. Dạ. Trước đây em quýnh vợ khi nào? Dạ em cưới 17 năm em chỉ quýnh được 3 lần. 17 năm tán 3 lần. Dạ. Đó là chia ra đúng không? 6 năm, hơn 6 năm, trên dưới 6 năm một lần. Dạ. Một lần có mạnh không? Dạ. Hay là nhẹ? Dạ, nhẹ. Mình đề ba nhẹ ha. Ừ, ai thì đánh vợ, thua rồi nhá. Đánh vợ là anh không thích nhá, mà không phải anh mà bản thân tất cả mọi người không ai thích cho đàn ông đánh đàn bà. Ừ, nhá, chứ đừng nói là chồng đánh vợ. Đánh vợ thì dễ không có gì đâu đúng không? Chân yếu tay mềm này, lắm cỏ là dục lên giường là đánh, đóng cửa vào nhá. Mình đánh những đòn đó mới được, đánh ầm ầm chát chát bụp bụp không được nhá. Đánh nhẹ nhàng, đánh không kêu được nhá. Nếu vợ về lần này mình đánh vậy nha. Đừng có đánh vợ kiểu viên nữa, không được ha, người ta lên án nhá. Ừ. Rồi em đánh vợ là lần đau nhất là sao? Đánh vợ lần đau nhất là vợ có la làng không? Dạ lần em lỡ quýnh trúng mắt vợ. Trời ơi, quánh phát hư mắt luôn à? Không hư. Bầm mắt luôn? Dạ bầm. Trời ơi, sao đánh vợ bầm mắt vậy? Đánh tắt đèn luôn à? Tại lỡ tay. Lỡ tay không, đừng lỡ vậy. Ai cũng lỡ như vậy thì đúng không? Yeah. Đánh phát là hư bên luôn, mất bóng đèn luôn đấy. Đừng có đánh vậy, là hành động vậy không được ha. Em có nhậu, thường xuyên nhậu không? Dạ em cũng đi làm chiều cũng nhậu lây ga chứ. Nay ra là mình nhậu được mấy xị em? Dạ em cũng đã 2 xị rồi. 2 xị thôi, anh nhìn cái màu da này là anh nghĩ là em phải 4-5 xị. Không, bia thì được thùng không? Dạ không, bia có 5 chai. Bia 5 chai thôi à? 5 chai thua rồi, anh là thùng 1 cơ. Yeah. Ừ. Rượu thì anh ly nhỏ, bia là thùng 1. Yeah. Nhưng mà em thì rượu cũng được ha. Ừ. Mình uống nhiều nhất, thả ga rất là nhiều nhiêu. Cỡ đó cho lại. Đó thôi. Rồi cỡ đó xong về say đốn vợ đấy hả? Dạ không có. Say về chửi vợ không? Không. Thế sao nữa? Sai. Những cái anh nhìn cái màu da này có lẽ là em uống thì cũng em uống được khoảng mấy tiếng. Nếu ngồi đây dài sáng chiều em uống mấy tiếng? Uống mình có đàn ca tài tử không em? Dạ cũng có. Có. Mình tự mình hát được không? Em hát thử anh bài này để anh xem. Hát đại. Đúng sai thì không quan trọng nhưng mà cứ hát đại, không cần nhạc. Hát tự nhiên. Nào. Không được đâu. Hát đại. Bây giờ muốn tìm vợ thì anh sẽ tìm cho, còn không hát thì khỏi tìm. Hát đại đi. Dạ hát cái gì? Hát bất kể cái gì em thích. Hát ngẫu hứng. Mình chơi ngẫu hứng luôn. Có gì đâu kỳ, mình bình thường có gì đâu kỳ. Vui mà có gì đâu kỳ, bình thường. Mình cứ lâu lâu còn cuộc sống con người ta là lâu lâu lúc trầm lúc bỏng nha, lúc buồn lúc vui, đó mới là hương vị của cuộc sống. Và hát thử bài nha. 1, 2, 3. Kỳ quá anh ơi. Có nhiều ký. Trời đấy. Giờ em không biết hát bài gì giờ. Hát bài chưa bao giờ đẹp như hôm nay. Dạ không biết. Hả? Đúng không? Thôi, thôi được rồi, cũng hát rồi. Thôi bây giờ mình quay về chủ đề chính nha. Dạ. Bây giờ dẫn lại thôi cho bớt căng thẳng ha. Nha. Dạ. Ừ, chứ anh không phải anh em chọc ghẹo. Nha. Dạ. Ừ. Rồi, trong những ngày đánh vợ như vậy, mình đánh như vậy mình sai hay mình đúng? Dạ, chắc nghĩ là mình sai. Chắc nghĩ hay là sai? Dạ, sai. Một là đúng, hai là sai. Dạ, sai. Ừ. Đánh vợ là không bao giờ đúng được. Dạ. Dù bất kể lý do gì nữa, mình đánh vợ, đánh đàn bà là sai. Dạ. Nha. Đúng không? Dạ, đúng. Đánh vậy xong mình có xin lỗi vợ không? Dạ, có, em năn nỉ chứ. Năn nỉ nhiều không? Dạ, mình có quỳ xuống mình xin lỗi vợ không? Dạ, chắc quỳ không. Có không? Dạ, không. Không à? Dạ. Không, vậy là chưa nhiệt tình. Mình xin lỗi thiệt tình hay là mình xin lỗi chơi chơi? Dạ xin lỗi thiệt. Thiệt à? Vợ có tha không? Dạ có. Tha liền. Dạ. Tha thôi mà hôm nay thì vợ quyết định bỏ đi. Những ngày thì em không biết. Cái này không biết. Những ngày vừa qua thì vợ em ở nhà là gia đình đúng không? Gọi là nội trợ. Dạ. Nói đúng là nội trợ. Tiền bạc kinh tế vợ có giữ không? Dạ có anh. Em làm nhiêu em đưa vợ hết không? Dạ em đưa vợ một phần, đưa mẹ một phần. Mẹ là mẹ ruột em hả? Dạ. Đưa mẹ là sao? Sao lại đưa mẹ là như nào? Tại em ở chung mà. Ở chung hả? Dạ. Em đưa mẹ để mẹ em ăn sống chung hay là mẹ sống riêng? Dạ mẹ sống chung với em. Sống chung thì em đưa tiền mẹ chi nữa? Em cầm cái hình nhà nói vào. Đưa tiền mẹ chi nữa? Dạ mua gạo thóc rồi. Gạo thóc thì mẹ mua hay là vợ mua? Dạ mẹ mua có, vợ mua không có. À, sao mình không đưa một người quản lý thôi, còn ví dụ mẹ đi đâu thì cần gì mình đưa sau. Dạ. Đúng không? Kinh tế nhà mình ổn đúng không em? Dạ ổn. Ừ. Tất nhiên là có hiếu với cha mẹ là tốt. Dạ. Không ai cấm cái điều đó, điều đó là phải cần nhân rộng nha. Cái hiếu cha mẹ là đúng, không có sai. Đấy, nhưng mà mình đưa như vậy liệu có hết tiền của gia đình không, hết tiền ăn của gia đình không, hết không? Không, anh hỏi vậy thôi chứ còn thực sự là em biết nhưng mà anh không biết được nhé. Anh hỏi nhiều khi câu chuyện nó cũng hơi sâu xíu, bởi vì anh muốn biết là cái câu chuyện tại sao bà bỏ đi, nó phải có nguyên nhân. Đến giờ phút này thì hoàn toàn là em không biết nguyên nhân gì bà bỏ đi. Vợ em ở nhà có xài điện thoại nhiều không? Dạ có. Vợ có chơi TikTok không? Dạ có. TikTok luôn hả? TikToker hay TikTok trưởng hay TikTok tên gì? Em biết không? Dạ, em vợ em coi em không biết kiểu đó. Em không biết gì về mạng luôn. Dạ. Vợ thì rảnh đúng không? Dạ. Vợ có thường xuyên nói chuyện qua đêm không? Hoặc là thâu đêm hoặc là nói chuyện khuya không? Dạ không. Em ngủ chung không? Dạ, chung. Tối về ngủ chung không? Dạ. Gọi là hoàn toàn là đi làm thì riêng đúng không? Ban ngày thì mỗi người một nơi nhưng mà tối thì phải ngủ chung đúng không? Dạ. Thấy vợ có biểu hiện gì bất thường không em? Em có không? Dạ không. Em có cảm nhận được không? Không biết luôn hả? Dạ. Hay là mình xỉn quá này. Dạ. Những lúc mà về mà em xỉn như vậy vợ có cho ngủ chung không? Dạ có. Vẫn cho ngủ chung. Vợ có phàn nàn này, anh nhậu xe say xỉn không? Dạ cũng có. Có, sao mình cũng sửa bớt đi em? Dạ, em sao sửa nhiều lắm nữa. Ừ. Anh ấy, cả đời anh chẳng uống nhá, thiệt. Dạ. Mình vui chơi nó có nhiều kiểu, không cứ phải ngoại giao tiếp mà buộc phải uống rượu bia, đó mới là giao tiếp. Thời giờ nó hiện đại rồi nhá. Yeah. Yeah. Nhiều người cả đời người ta không uống bao giờ, hiểu không? Yeah. Chứ không cứ đừng có mượn cớ là hôm nay họp mặt này, hôm nay nhậu này, hôm nay khánh thành nhà vân vân và vân vân. Mình nhậu say xỉn mình về bê tha, mình chửi vợ chửi con nó không được, đúng không? Ừ. Nhá, có chút kinh nghiệm ha. Yeah. Vợ đi là mang theo những cái gì? Yeah. Mấy chiếc vòng vàng ấy em mua hay vợ mua? Đó là cha mẹ em cho. Ừ. Từ ngày xưa vẫn còn luôn. Dạ. Nhiều không em? Nó khoảng 20-30 triệu. 20-30 triệu. Có đem xe đi không? Dạ không. Đi bộ? Dạ. Đi buổi sáng buổi trưa? Dạ đi buổi trưa. Trưa. Lúc ở nhà bao nhiêu người ở nhà không biết? Lúc đó là đi có cha mẹ em ở nhà với con em. Ừ. Gọi là vợ em là thường xuyên chơi TikTok. Em biết không? Biết TikTok không? Dạ không. Không biết sao anh hỏi vậy em nói có. Em chơi TikTok trên mạng đó. Dạ em chơi chứ em đâu có biết kiểu đó. Em không xem bây giờ luôn. Dạ không. Vợ có khóa mật khẩu điện thoại không? Dạ không. Để buông thả có ai gọi điện bất thường không? Dạ không. Không có anh... chị em nhà điện tới điện lui. Ừ. Thế thì cũng hơi căng nhỉ. Nhưng mà anh đang nghi ngờ là vợ em chơi TikTok rồi. Dạ. Ừ. Rất nhiều trường hợp, nhiều bà vợ được ông chồng nuôi cưng quá sướng, ở nhà rảnh chơi TikTok mà. Yeah. Mà TikTok là bị một số thành phần xấu thả thính ngay, mà thả thính là dính bả ngay nha. Yeah. Vợ đi được mấy ngày nè em? Dạ giờ em đi 4 tháng rồi. 4 tháng. Yeah. Rồi em cầm hình Hà Nội không? Cầm Hà Nội không? Cầm đàng hoàng quá đó, chịu cầm bậy vợ về chứ mình cầm cứ ngã nghiêng vậy, cứ bình tĩnh đừng rung. Em muốn nhậu thôi em có rung tay không? Khi nào rung tay là thấy cảnh ấy nhá. Yeah, là chuẩn bị đó. Yeah. Chuẩn bị tắt điện đấy nhá. Thôi nhậu ít thôi. Hôm nay em đi lên mấy ai? Dạ em với quê em lên em à. Lên mình ha. Các con em đang ở với ai rồi? Dạ ở với bà nội. Các con em còn học không? Dạ còn học. Con em có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Nhớ nhiều không? Dạ nhiều. Sao không cho con lên đây luôn em? Đấy, đường xa xôi không? Đường xa xôi phải tìm như vậy nó mới bỏ công sức. Dạ. Chấp nhận cực khổ để hy vọng cuối cùng. Dạ cùng là tìm được vợ em. Ừ. Mai mốt đừng đánh vợ nha. Dạ. Đánh vợ tội lắm thiệt, đàn ông đánh đàn bà tội, đừng đánh phụ nữ nha. Dạ. Sai trái gì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hay đánh vợ táng vợ cứ đục cái táng. Dạ. Vợ em từ trước giờ đã bỏ nhà đi mấy lần rồi? Dạ lần này thứ 3 lần rồi. Lần này lần thứ 3. Dạ. Đấy anh biết mà, hiểu không? Những lần trước là đi mấy lần? Đi lâu không? Dạ trước đi 2-3 ngày về. Đi đâu? Về em tìm hiểu đi đâu? Dạ trước là đi về bên mẹ vợ em. Có đúng không? Em dạ. Tìm xác minh đúng chưa? Dạ đúng. Nhưng mà về một lần là 3 ngày đúng không? 3 ngày đó chúng 3 ngày đó có ở nhà mẹ vợ không? Đó là vợ mẹ vợ em làm ở Củ Chi á. Ừ. Đi rồi em điện rồi cũng về. Điện từ quê, vợ em bỏ con từ quê mà đến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Dạ lên với mẹ ruột. Lên mẹ ruột nhưng mà quan trọng là có ở mẹ ruột không kìa. Dạ có. Ở 3 ngày luôn. Dạ. Tại sao vậy? Em không biết luôn. Dạ. Ừ. Đó, hiểu không? Anh thấy em cũng vẻ là cũng không được nhanh nhẹn lắm hả? Mình có tự tin là mình là người con người nhanh nhẹn không? Dạ không. Không. Anh thấy em không phải là khờ, nhưng mà thực sự là em chia sẻ này, anh thấy em là không phải một người nhanh nhẹn, đàn ông nhanh nhẹn. Và em đi đâu chắc em hiểu thôi ha. Dạ. Mình có nghi ngờ vợ đi ngoại tình không? Nói thẳng luôn. Dạ thì em thì cũng có nghi, nhưng mà em không tin vợ em vậy đâu. Không tin nhưng mà điều đó có thể xảy ra. Nhưng em có tin là có điều đó xảy ra không? Bởi vì hiện nay là em đi làm suốt ngày đúng không? Dạ. Em có nghỉ ngày nào không? Dạ cũng có. Có, nhưng em những ngày nghỉ em có chở vợ đi chơi không? Dạ không. À, đó, người vợ người ta cần như vậy đấy nha. Dạ. Tiền bạc chưa đủ đâu em, cần tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của từng người một. Mình phải nắm bắt tâm lý từng người thì mới xử lý được tất cả các tình huống. Đây có thể là em mãi làm việc, tối thì về nhiều khi nhậu đúng không? Vợ ngồi mình chán chơi TikTok, gặp mấy anh chàng thả thính là thành đất thành phố thì em hiểu rồi nha. Thả thính thì thả bằng được thì thôi, câu bằng được. Khi nào câu được là thuộc dạng người đẳng cấp, thế nên người ta phải trổ tài. Không có lý do là vợ em đi 4 tháng này rồi mà em không đánh đập gì đúng không? Dạ không. Trong thời gian trước khi vợ bỏ đi em có đánh không? Dạ không. Không đánh một đòn nào luôn. Dạ. Tự dưng một cái một đứa đi mất tích luôn. Dạ. Đó là hiểu rồi nha. Vợ đi 3 lần, lần này lần tư hay là lần thứ 3? Dạ, lần thứ 3. 2 lần trước là vợ em đi một lần 3 ngày và một lần mấy ngày? Dạ, 2-3 ngày vậy. Ừ. Rồi, lần này là quyết định là cắn câu rồi. Dạ. Con cá này là con cá to. Con cá này trên dưới 50 kg rồi. Nha. Căng đây. Sáng nay anh gặp toàn ca căng rồi. Ca nào cũng rất phức tạp. Một ngày nay đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương tiếp xúc với rất nhiều các thanh niên, đa số là các em trai nha, tuổi trẻ ở phía miền Tây về đây khóc. Các anh giúp em tìm vợ, nhưng mà tìm thì tìm được, quan trọng có về hay không. Em có đăng ký kết hôn vợ không? Dạ có. Có. Trước khi em lên đây em có bàn với các con với gia đình không? Dạ có. Mọi người có ủng hộ em cái việc đi tìm vợ? Dạ có. Tìm con, tìm mẹ không? Dạ có. Dạ. Em nói một điều nào thật hay nhất, tình cảm nhất trong 4 tháng qua, chắc chắn là em rất nhiều tâm tư nguyện vọng em dành cho vợ. Dạ. Em nói thẳng luôn để cho vợ biết. Thì lúc nào cũng thương vợ em chứ, thì mong vợ em quay về cho con có mẹ, vợ chồng sum họp. Mình bao nhiêu tình cảm, không 4 tháng qua chỉ có vậy thôi em. 4 tháng chỉ có mấy câu thế hả? Dạ, tại em ít nói. Có trường hợp về đây anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương chia vàng, sống 21 năm mà chia 5 chỉ vàng. Dạ. Còn cái câu chuyện của em là sống chung với nhau cũng nhiều năm qua, vợ đi 4 tháng em chỉ có mấy câu vậy thôi thì vợ khó về đấy. Tình cảm bao nhiêu dạt dào, anh thề anh hứa anh yêu em, anh mãi mãi suốt đời anh yêu em. Dạ. Chẳng hạn đúng không? Dạ. Anh không rời xa em, sau này anh không muốn em nữa. Dạ. Anh chỉ bà tay em thôi. Dạ. Thề thoát mạnh lên, bản lĩnh lên. Hôm nay em về đây tìm vợ, tìm thiệt hay tìm chơi? Dạ, em tìm thiệt. Tìm thiệt thì mình phải tâm tư nguyện vọng thiệt đi. Anh thấy em là hơi giấu. Nói thật, mình nói thiệt đi em. Nói thiệt thì vợ em về. Mình có yêu vợ không? Dạ em yêu nhiều lắm. Rồi bây giờ anh gọi là tập làm MC nhé. Dạ. Anh hỏi em trả lời ha. Dạ. Em yêu vợ không? Dạ yêu. Yêu nhiều không? Dạ nhiều. Yêu từ khi nào? Dạ yêu từ lúc mới quen. Mới quen. Dạ. Trước mới yêu là về uốn ngay không? Dạ không. Thế sao giờ lại uốn ngay? Những lần uốn vợ là lý do tại sao? Em cũng nóng tánh nọ mới quánh rồi chứ. Thương vợ em lắm. Thế là kỳ cục. Dạ. Em làm bao nhiêu này một tuần em đưa về vợ bao nhiêu tiền? Dạ, em làm tháng không chứ em không có làm lương tuần. À, tháng về đưa lần nhiều không em? Dạ em cũng đưa cho vợ em xài rồi chứ em đưa cho mẹ em thì nhiều. Em có xài không? Dạ có. Một người đi làm về chia làm 3. Dạ. Ổn không? Dạ ổn. Em có nhà riêng chưa? Dạ em ở chung với cha mẹ. Chưa làm nhà riêng hả? Dạ tại em trai một. Trai một thì trai một cho mình cũng phải cố gắng, vợ mới vui. Các con em còn học không? Dạ còn. Con em tự đi học hay sao? Dạ, còn nhỏ thì ở nhà thì em đưa. Hàng đêm giờ con em ngủ là có mơ về mẹ không? Dạ có. Có. Dạ khóc suốt mà. Khóc suốt luôn. Em thấy như vậy em có thương không? Dạ thương. Ừ. Bây giờ em thương vợ em nhiều hay em thương con em nhiều? Thì trong hai lựa chọn một. Nó là em thương cả hai hết. Thương cả thì không được đâu. Cuộc đời là vậy. Thì vợ em thì tất cả hả? Ừ. Đúng không? Dạ. thực sự rất đau khổ hơn. Nếu vợ em không về, em nghĩ sao? Thì em cũng còn bây giờ em về, không về em cũng biết sao. Đồng ý là các anh em ở đây và tất cả cộng đồng mạng luôn luôn cầu mong cho tất cả các chị em phụ nữ bỏ chồng, say nắng say mưa sẽ về với gia đình. Nhưng câu chuyện đã không xảy ra. Em nghĩ sao? Nếu vợ không về, em về em cũng ở vậy mà chờ đợi vợ em về thôi. Chờ luôn à? Mình có lấy vợ khác không? Không. Thiệt không? Dạ. Nhưng nếu vợ em nó không lấy vợ khác, nhưng vợ em sẽ lấy chồng. Em biết. Cái đó là có nha. Dạ. Nhiều rồi đó. Nhá, anh nói chuyện rất nghiêm túc. Vì một người phụ nữ, tại sao anh đặt ra những cái câu hỏi để cho em trả lời, để anh có hướng để giúp em và tư vấn cho em. Vì vợ em đi không lý do, lần này lần thứ ba là lần chốt hạ, là mất tích con mẹ hàng lươn luôn, đúng không? Đây gọi là mất tích con mẹ hàng lươn, anh nói thiệt đấy. Hai lần trước là 3 ngày nói về thăm mẹ, tự dưng về thăm mẹ mà tự dưng bỏ đi, mà tự dưng về thăm mẹ những 3 ngày, không dỗ chạp, không lễ hội, đúng không? Đó là một điều vô cùng vô lý nha. Đây là lý do thôi chứ thực sự là không phải lý chấu. Còn lần này là chốt hạ, là quả này là vĩnh biệt luôn, không có tìm được. 4 tháng quà. Em thấy vô lý chưa? Với em có dám làm như vậy với vợ, với các con của em, với gia đình không? Mà em đi 4-5 tháng liền không? Vô lý chưa? Còn nếu em muốn đi làm ăn xa đâu đó, anh chỉ giải thích cho em. Nếu em muốn đi làm ăn xa, trước mắt là em phải bàn với vợ, hoặc bàn với gia đình, hoặc em đi em phải gọi điện về cho gia đình là anh sẽ đi làm ở đâu đó, một thời gian anh về. Hàng tháng anh gửi lương về nhà, đúng không? Hàng ngày em cần lúc nào em gọi, anh sẽ cho em chỗ biết để biết chỗ ở, đúng không? Để em yên tâm. Nhưng đây vợ em đi 4 tháng qua rất bí ẩn. Mà vợ em là một người gọi là TikToker trưởng rồi, đúng không? Mà đi lần này lần thứ 3 này. Mà anh em mới hỏi thì được biết, đồng ý là phụ nữ ai cũng làm đẹp. Nhưng anh thấy vợ em ở nhà, mà em là người đi làm hồ, đúng không? Công việc rất cực khổ, cháy nắng dầm mưa. Em gửi tiền cho vợ, vợ lấy tiền đó để mua son phấn, nhung lụa và làm đẹp. Nói thẳng như vậy đi, cái điều đó không ai cấm, đúng không ạ? Nhưng mà chính vì lý do như vậy, vợ rảnh quá thì có thể nhá, sẽ sinh ra nhiều cái vân khó hiểu lắm nhá, đúng không? Trước đây em tin vợ 10, nhưng bây giờ là mình không thể tin như vậy được đâu nhá. Nên bất kể các anh trai, các chị gái, có dù rằng cuộc sống đang hạnh phúc, tin 10 nhưng mà hãy dành lại một phần, đừng có tin hết 10, để lại 1-2%. Nếu bất kể cái chuyện gì đó mình còn có cách ứng xử để giải quyết, tránh tình trạng mà còn mỗi cái lệch thôi. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương đã ghi hình đăng tải anh Nguyễn Trọng Du nhá, và chị Hiền, chị Hồng. Anh Nguyễn Trọng Du người miền Tây, chị Hồng là người miền Trung. Hai người lấy nhau xong sinh 3 đứa con luôn đấy. Mà vợ lỡ đồng nào là một cất vó, một mẹ vó, một là hết toàn bộ tài sản. Xe hơi, nhà lầu, SH gần chục tỷ, cao chạy xa bay rồi. Chồng giờ còn mỗi cái lịp thôi. Đang đi ăn mày ăn xin luôn. Đó là câu chuyện có thật, chứ không phải bôi nhọ người khác nhá. Chính vì lý do như vậy anh mới tư vấn cho em là bây giờ nếu vợ em không về, mà vợ em nói lại bây giờ em có bồ rồi, có người yêu rồi, thì em phải có cách ứng xử đến lúc mà em không có đột ngột nữa. Về hãy suy nghĩ những điều đó, và điều đó có thể sẽ xảy ra. Bởi một người phụ nữ mà đã bỏ chồng, bỏ con đi là phải rất nhiều uẩn khúc. Nếu đang thương chồng, đang thương con, không ai tự dưng bỏ đi hết. Vợ em đi trong 4 tháng qua, vợ em có gọi điện cho các con hoặc là gửi tiền cho gia đình không? Dạ có. Gửi nhiều không? Dạ gửi một lần 2 triệu. Mấy lần rồi? Dạ, mới gửi về 1,5 triệu thôi. Là một lần 2 triệu, lần 1,5 triệu là 3,5 triệu. Tổng cộng 4 tháng 3,5 triệu. Đủ không em? Người như vậy có đủ tiền học, tiền ăn không? Mà một người công nhân bây giờ không nhầm lương tháng lao động trên dưới 10 triệu. Tùy theo nhá, tăng ca và làm nhiều làm ít tùy theo công việc. 4 tháng qua rồi thì em hình dung là bao nhiêu tiền, đúng không? Tự em nhân nhá. Mà đến giờ phút này mới 3,5 triệu bạc à? Lớn không? Mà bỏ chồng bỏ con đi bí ẩn, mà chồng con phải đi tìm, không đáng một tí nào hết, đúng không? Rất nhiều các chị em phụ nữ về đây kêu cứu nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương đăng tin tìm phi công. Phi công là gì? Mà tại sao các chị em phụ nữ tìm phi công? Là vì bỏ chồng, vì chia tay, vì ly hôn, vân vân và vân vân. Đến khi gặp một số thành phần khác thì chúng lại lừa, lợi dụng thôi. Đấy, cuối cùng mình lừa chồng mình ra xã hội là người khác lại lừa mình. Câu chuyện nó quy luật tự nhiên rồi. Nha, câu chuyện này anh không có chỉ trích em, nhưng câu chuyện này em nên suy nghĩ lại để có cách tìm vợ đúng đắn hơn và có cách nhìn lại thấu đáo hơn. Bởi không một người phụ nữ nào mà bỏ đi biển biệt, bỏ chồng, bỏ con và bỏ gia đình đi. Tết vừa rồi vợ em có về không? Đó, vô lý chưa? Tết vừa rồi đôi khi vợ em đi Đà Lạt, đi Mũi Né, đi Phan Thiết, Bình Thuận chẳng hạn, vân vân và vân vân, đúng không? Nhưng mà gia đình em ấy thì hoàn toàn không được hưởng cái gì cả. Tết là vắng mẹ, vắng vợ, buồn không em? Đúng không? Em nói lớn tiếng lên, bản lĩnh của mình đàn ông lớn tiếng lên, mạnh lên. Tết vừa rồi là mọi người hàng xóm bà con dòng họ sang nhà em chúc Tết, có hỏi vợ em đi đâu không? Dạ có anh. Em trả lời làm sao? Thì em cũng trả lời vợ em đi làm ăn xa. Vợ làm ăn xa, dạ. Vợ đi nước ngoài mất rồi, dạ. Mình nói như vậy đi ha. Nhưng thực sự là trong rất đau ha, dạ. Anh biết chắc là vợ em hiện nay là đang có cái gì đó sai sai rồi đó nhá, dạ. Em biết hay em không, hay em giả bộ không biết? Em không tin vợ em gì. Em không tin những điều đó sẽ rồi em sẽ phải tin, dạ. Rồi bây giờ thế này, video cũng rất dài rồi, anh nói thẳng luôn, dạ. Nếu anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương ghi hình đăng tải video em lên tất cả trang mạng xã hội, dạ. Trong thời gian tới nếu thực sự vợ em ngoại tình, dạ. Đang sống với người khác, em có chấp nhận không? Có hay không? Một là có, hay là không? Dạ, không chấp nhận ha. Có xin vợ hay là xin vợ quay về? Dạ, xin vợ quay về, dạ. Thế là mình chấp nhận đúng không? Vợ chấp nhận vợ đi ngoại tình vẫn ok, dạ. Mình yêu vợ quá hay sao? Hay là mình cần vợ? Dạ, em yêu vợ quá. Yêu vợ quá. Mình yêu vợ quá nhưng mà vợ làm như vậy, vợ xỏ mũi như vậy có được không? Ổn không? Em từ trước là em có chung thủy với vợ không? Dạ, có. Có không? Dạ. Rất chung thủy nha, dạ. Chung thủy, nhưng nếu như một ngày nào đó, thậm chí bây giờ luôn, anh chưa khẳng định là vợ em đang đi theo người đàn ông khác, nhưng câu chuyện này đến 99% là vợ em đang ngoại tình nha, dạ. Chốt hạ đó. Giải thích từ đầu rồi, hiểu chưa, dạ. Nha. Em còn điều nào muốn chia sẻ, muốn nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương không? Thì em cũng nhờ các đội hiệp sĩ Bình Dương mà gắng tìm giúp tìm vợ. Lớn tiếng em. Nhờ các đội hiệp sĩ Bình Dương gắng tìm giúp vợ em chân thành cảm ơn. Hai anh em này sẽ cố gắng hết sức, không phải tìm vợ một mình cho em, dạ. Mà tìm tất cả thân nhân, các cô chú, anh chị nếu ai cần, dạ. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, không đồng, miễn phí em nhé, dạ. Em có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương ghi hình và đăng tải tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Cái video này đăng là không gỡ đâu em nhé, dạ. Em có đồng ý không? Dạ, đồng đăng ý. Lên tìm vợ không gỡ, dạ. Ok không? Dạ. Em thông tin này có đúng sự thật không? Em nói chuyện này với anh ấy, có đúng sự thật là đi tìm vợ không hay là vợ người khác? Dạ vợ em. Đúng vợ em không? Dạ. Em đọc tên lại vợ em họ tháng, ngày tháng năm sinh. Dạ, dạ em Phan Phương Thúy, 35 tuổi. Nguyên quán? Nguyên quán vợ em ở Kinh Phụ Đẩu. Đi ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Dạ đi mùng 2 tháng 11 năm 2022. Đến giờ phút này 4 tháng rồi đúng không? Dạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương đúng không? Dạ. Rồi các anh em sẽ đăng tải cái video em lên nhé. Dạ. Nhanh nhất có thể. Rất hy vọng là cái video này đội hiệp sĩ Nguyễn Thầy Bình Dương sẽ nhận được các thông tin chính thức vợ em ở đâu. Các anh em sẽ tìm cách giúp để em có hướng nha. Dạ. Liên hệ và trò chuyện với vợ. Dạ. Và cũng rất mong là vợ em quay trở về. Dạ. Bởi vì một người phụ nữ bây giờ tuổi đời không nhiều nhưng mà đang có một cuộc sống rất ổn, dù rằng em không giỏi nhưng em rất chịu khó, dạ. Mình đã chấp nhận ngay từ đầu rồi đúng không, dạ. Thế nên là bây giờ thì dù gì thì thôi em gái cũng hay quay trở về bởi vì còn 3 người con cơ, dạ. Và bây giờ mà quen ai đó là sinh ra 1-2 người con nữa thì thực sự là cuộc sống vô vàn khó khăn và phức tạp, dạ. Thôi cái này video dài rồi, cho phép Công Trần xin kết thúc video tại đây, dạ. Xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.